Thưa quý vị, nhằm hỗ trợ cho những người khiếm thính có công ăn việc làm ổn định và hòa nhập tốt với cộng đồng, quán cà phê Angel nằm trên đường Nguyễn Đức Trung, quận Thanh Khê đã tuyển dụng phần lớn nhân sự là các bạn khiếm thính để làm việc tại quán. Hiện quán có khoảng 10 bạn nhân viên khiếm thính làm pha chế và phục vụ. Các bạn này được quán cà phê Angel tìm kiếm thông qua sự giới thiệu của các trung tâm dạy ngôn ngữ hình thể cho người khuyết tật và hội người khuyết tật tại Đà Nẵng. Để có thể giao tiếp và trao đổi với các bạn, chủ quán và quản lý đều học thêm ngôn ngữ hình thể, tạo sự gần gũi trong công việc với nhau. Bên cạnh đó, quán đào tạo riêng cho các bạn về kỹ năng làm việc để phục vụ khách hàng dễ dàng. Mục đích đầu tiên là để tạo cơ hội cho các bạn làm việc, để các bạn có thể hòa nhập với mọi người và cộng đồng xung quanh. Và qua đó các bạn có thể kiếm thêm thu nhập cho bản thân và lo cho cuộc sống của mình cũng như là gia đình. Mục đích thứ hai là người ta muốn hướng đến một cái điều đó giá trị cho cộng đồng và xã hội để giúp cho xã hội một ngày một phát triển hơn. Ban đầu, các bạn có khó khăn trong việc phục vụ khách hàng vì không thể nghe được hay phản hồi lại khách. Thì mỗi lần như vậy, quản lý quán thường ra giải thích với khách hàng về vấn đề của các bạn nên ai cũng chia sẻ và thông cảm. Và mỗi lần khó khăn như vậy, các bạn đều tâm niệm rằng vấp ngã chỗ nào đứng lên chỗ đó. Nên mỗi bạn đều tự nỗ lực cố gắng, dần dần rồi quen bằng thái độ và hành động của mình. Các bạn đã làm trôi chảy công việc, đồng thời tạo thiện cảm hơn đối với khách. Bản thân tôi khiếm thính nên kiếm việc làm không dễ dàng gì. Được quán tuyển dụng cho cơ hội làm việc và tạo thu nhập, tôi cảm thấy rất vui và biết ơn. Môi trường làm việc ở đây rất tốt, ai cũng thân thiện và hỗ trợ nhau. Tôi sẽ cố gắng làm việc tốt hơn nữa. Đối với những người khuyết tật, họ thường có mặc cảm về bản thân, nên thường chỉ sống khép kín trong thế giới riêng của mình. Nhưng với mô hình quán cà phê như thế này, có thể giúp họ có môi trường hòa nhập với mọi người, để cộng đồng hiểu thêm về họ, góp phần tạo ra một xã hội bình đẳng.